Bộc Long cổ đại, băng giá lạnh lẽo. Và đại diện cho con bạo chúa long mạnh mẽ nhất đó chính là Bakureza, thanh kiếm niêm phong hai con mãnh long băng giá trong truyền thuyết. Tông màu trắng, xanh, điểm chút vàng mang lại một cảm giác hết sức lạnh lẽo. Thiết kế lấy cảm hứng từ thanh Abareza, tuy nhiên ngầu hơn rất nhiều, bám rất sát với thiết kế gốc, thế nên không có quá nhiều điểm để khai thác. Cảm giác cầm nắm trên tay vẫn là cực tốt, không chê vào đâu được. Viên hồng ngọc đã trở thành băng ngọc sầu thẳm lạnh giá. Chi tiết răng nanh thì vàng kim, phần mũi súng thì to hơn và 100% là từ nhựa dẻo, an toàn hơn. Tích hợp âm thanh, ánh sáng. Thay hình đổi dạng, Shodomodo, cây kiếm phải nói là đỉnh chóp, kịch trần. Khác biệt với phần bảo vệ tay này to hơn và đặc biệt là phần lưỡi kiếm, cấu thành như một lưỡi rìu cực kỳ to và sắc bén. Nhưng mà là nhựa dẻo, anh em có thể yên tâm. Thực sự rất đáng sở hữu so với phiên bản gốc, kiểu nó cứ bị u mê tê liệt ấy. Hết rồi, anh em cảm thấy ok không? Tuy em nó chỉ là một phiên bản làm lại, thế nhưng mà màu sắc cũng như thiết kế phải nói là cực kỳ chim mừng, không khiến cho mình cái cảm giác tái sử dụng lại nhưng mà kiểu bị khó chịu cơ. Phiên bản 2.0 lần này với màu sắc và kiểu dáng phải nói là cực kỳ lạnh lẽo và đáng sợ, và phải nói là rất xứng đáng để sở hữu cây hàng này. Kiểu nó cứ bị ok ấy, anh em nhờ.